Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Xuân sẽ dẫn mọi người đi tham quan bảo tàng áo dài ở tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ Xuân và mọi người sẽ cùng nhau đi tham quan bảo tàng này nha. Bên ngoài của bảo tàng nè mọi người, và xung quanh đây có những bức tranh về áo dài ngày xưa nè. Đó, trắng đen. Thì giá vé để tham quan bảo tàng là 50.000 một người. Giờ mở cửa thì là từ 8:30 sáng đến 17:50 chiều. 17:30 chiều chứ. Đó. Đây. Ở đây thì cũng có nhiều người đến để chụp hình lắm mọi người. Đây là khu trưng bày áo dài nè. Giờ mình sẽ đi vô tham quan nha. Đây, áo dài nè. Có chữ tiếng Anh và chữ tiếng Việt nè mọi người. Áo dài hippie và áo dài midi từ năm 1968 nè. Quá đẹp quá. Đẹp lắm luôn á. Wow. Xuân vô giờ đồng áo dài luôn á. Mà nhìn đẹp quá. Wow. Xung quay bằng điện thoại hơi tối, mọi người thông cảm nha. Đây là áo dài từ thổ cẩm từ năm 1990 nè. Là do nhà thiết kế Đặng Thị Minh Hạnh sử dụng thổ cẩm Việt Nam để thiêu dệt lên. Wow. Này giống như là áo dài cách tân, áo dài trẻ em chứ, từ năm 2006. Đây là áo dài cho trẻ em ha. Này rất là nhiều luôn. Đó. Đẹp quá. Nhiều lắm mọi người. Đây. Đẹp quá ha. Này áo dài thời Xuân nghĩ là thời xưa nè. Áo dài nhã nhạc cung đình Huế nè. Đây. Đẹp quá. À, bảo tàng mở cửa cả tuần chỉ trừ ngày thứ hai là nghỉ nha mọi người. Thứ hai thì bảo tàng không có mở cửa. Wow, đẹp quá. Ở đây có những này là sắt. Wow, đẹp lắm luôn. Mấy mây đẹp quá à. Áo dài cổ cao nè, áo dài ngày xưa. Này mình đi tiếp ha. Quang cảnh ở đây rất là đẹp luôn nè. Wow. Đi xuống tiếp. Bên đây có nuôi vịt nữa. Bây giờ mình sẽ đi. Hồi nãy mình vô nhà lịch sử già rồi. Giờ mình sẽ đi tiếp nha.
Đây, nhà lịch sử kéo dài bên đây. À, nãy khu trưng bày thôi, nhà lịch sử dài bên đây. Đây là nơi mà mọi người, các nghệ sĩ hay đến để quay phim truyền hình đó mọi người. Quay cái chương trình nhìn đẹp quá. Đẹp quá. Ở đây có mấy bạn, cái chỗ này xuống vô có mấy bạn đang chụp hình nè. Đây, còn đây là khu nhà trưng bày áo dài nè. Wow, đây là áo dài hát xoan, nhìn đẹp quá mọi người, có những bức tranh, bức hình nè, đẹp quá không? Đó, giờ đi tiếp. Đây, khung cảnh ở đây đẹp quá, yên tĩnh nữa. Đây là quan họ, áo dài quan họ nè. Đây, đẹp quá. Này của dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Này. Và tập trung chủ yếu ở vùng Kinh Bắc là Bắc Ninh và Bắc Giang ha. Đây đẹp quá. Giờ mình sẽ đi tiếp. Còn đây là dân ca Ví Dặm. Đây. Và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại ngày 27 tháng 11 năm 2014 ha. Đẹp quá. Wow. Đây. Đẹp quá mọi người. Mình sẽ đi tiếp. Mọi người về đây chụp hình nhiều lắm luôn. Nhìn giống phố cổ Hội An nè. Nhưng chưa đi Hội An này nhưng mà cảm giác cũng giống. Với lại tôi cũng nghe mọi người nói nhiều lắm. Đây là áo dài của đoàn ca Tài Tử nè. Đẹp quá. Này là của Nam Bộ. Và cũng được UNESCO công nhận vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể vào tháng 12 năm 2013. Đây. Áo dài áo bà ba ha. Đó. Giờ sẽ đi tiếp thôi. Còn đây có một chiếc xe đạp. Xe đạp ngày xưa. Xe đạp ngày xưa nè. Không biết tên gọi là gì. Đây, áo dài học sinh nha, thời ngày xưa. Áo dài học đường nè. Đó. Đẹp quá. Khung cảnh ở đây yên bình, đẹp quá. Còn đây là khu vực nón lá. Nhìn đảo à. Đẹp. Ở đây có một chiếc xuồng nè. Nhìn
lũy tre, hàng lũy tre rất là mát luôn á mọi người. Xuân đang bị cảm nên giọng Xuân hơi khác, mọi người thông cảm với Xuân nha. Đây, lũy tre có cây đều nữa nè, nhìn mát quá mọi người, xanh mát ha. Giờ mình sẽ đi qua cầu này. Có khu vực nhà gốm nữa. Nên gian nhà gỗ nè. Đây là cái hình ảnh mà mọi người hay quay phim. Đây, đây ha. Đây là nơi thờ tượng Phật. Đó. Và ở đây là mọi người hay đi ra để quay phim nè. Mình thích lắm luôn á. Đây. Đó. Nhìn đẹp quá. Mọi người mà mặc áo dài xong đi ra đây chụp hình là phải nói tuyệt vời luôn á mọi người. Giờ mình sẽ đi tiếp nha. Hình ảnh này như là ở cung, có trong cung đình vậy đó. Này, ui da. Xuân cầm điện thoại bằng tay hơi run một xíu, mọi người thông cảm với Xuân nha. Đó, anh em mình đi qua cái cầu ở trong cung đình ha. Đây có khu vực cho mọi người ngồi nghỉ nè. Đây còn khu vực thay áo dài, dệt thay áo dài. Đây có hàng cây. Chỗ này để mọi người ngồi nghỉ mát cũng được nè. Sẽ vô đây thử nha. Đây ở bên mát lắm. Lúc này mình sẽ nhìn qua được bên kia. Mình sẽ đi mình sẽ đi xuống đây ha. Đảo.
cây seri nè. Cây này giống cây thì là á mọi người. Đây là nhà triển lãm nội y áo dài. Cầu cái lu nè, giống ngày xưa. Đây có những bông sen nữa nè, đẹp quá. Đây có những chiếc xe cộ. Đây có cây cổ thụ đẹp quá mọi người. Cây cổ thụ. Và bây giờ mình sẽ tiến đến, đi đến nhà gốm nha, khu vực nhà gốm. Ở dưới đây cũng có khu vực cho mọi người nghỉ ngơi nè. Giờ mình sẽ đi qua khu vực nhà gốm. Wow, đây là nhà gốm Bầu Trúc. Đẹp quá. Kiến trúc của ngôi nhà cũng theo kiến trúc ngày xưa, bằng gỗ. Đây, ở đây có nhiều gốm mà đẹp quá ha. Này, đây trưng bày khá là nhiều luôn. Những hoa văn rất là đẹp. Ở đây có những bình gốm nè. Này giống cái bếp nấu ăn ngày xưa. Đây, tôi suy nghĩ là vậy. Đây những cái bếp. Và vừa rồi thì Xuân và mọi người đã cùng nhau tham quan về bảo tàng áo dài ở thành phố Thủ Đức. Theo Xuân nghĩ thì bảo tàng này khá nổi tiếng và khá quen thuộc với người, với mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là lần đầu tiên Xuân đến đây để quay lại giới thiệu cho mọi người. Nếu mọi người thấy video hay, hãy cho Xuân một like, một share, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Xuân nha. Xuân kính chúc mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, mọi điều bình an. Bây giờ thì xin xin phép được dừng video. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye mọi người.